Lại nữa, này thiện hiện, bố thí ba la mật đa quá khứ, không của bố thí ba la mật đa quá khứ, bố thí ba la mật đa vị la hiện tại, không của bố thí ba la mật đa vị la hiện tại, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa quá khứ, không của tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa quá khứ, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại, không của tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bố thí ba la mật đa quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bố thí ba la mật đa vị la hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bố thí ba la mật đa vị la hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bố thí ba la mật đa vị la hiện tại có thể đắc. Này thiện hiện, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có tịnh giới an nhẫn, tinh tấn tịnh lự, bát nhã ba la mật đa vị la hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, bốn niệm trụ quá khứ, không của bốn niệm trụ quá khứ, bốn niệm trụ vị lai hiện tại, không của bốn niệm trụ vị lai hiện tại, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo quá khứ, không của bốn chánh đoạn, cho đến tám chi thánh đạo quá khứ, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại, không của bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại. Này thiện hiện, bốn niệm trụ quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn niệm trụ quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bốn niệm trụ quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bốn niệm trụ vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn niệm trụ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bốn niệm trụ vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, như vậy, cho đến 10 lực của Phật quá khứ, không của 10 lực của Phật quá khứ, 10 lực của Phật vị lai hiện tại, không của 10 lực của Phật vị lai hiện tại, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng quá khứ, không của bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ, bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại, không của bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại. Này thiện hiện, 10 lực của Phật quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì 10 lực của Phật quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có 10 lực của Phật quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, 10 lực của Phật vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì 10 lực của Phật vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có 10 lực của Phật vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bốn điều không sợ, cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ trong không bất khả đắc,
Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ, tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại, tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, phàm phu quá khứ, không của phàm phu quá khứ, phàm phu vị lai hiện tại, không của phàm phu vị lai hiện tại, thanh văn độc giác, Bồ Tát Như Lai quá khứ, không của thanh văn độc giác, Bồ Tát Như Lai quá khứ. Này thiện hiện, phàm phu quá khứ, trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì phàm phu quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có phàm phu quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, phàm phu vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì phàm phu vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có phàm phu vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Vì ngã hữu tình cho đến người biết người thấy đều vô sở hữu bất khả đắc. Này thiện hiện, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai quá khứ trong không có thể đắc. Này thiện hiện, thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai hiện tại trong không bất khả đắc. Vì sao? Vì thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng không, không trong không còn bất khả đắc, huống là có thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai vị lai hiện tại trong không có thể đắc. Vì ngã hữu tình cho đến người biết người thấy đều vô sở hữu bất khả đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc quá khứ bất khả đắc, sắc vị lai hiện tại bất khả đắc, sắc trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có sắc quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, thọ tưởng hành thức quá khứ bất khả đắc, thọ tưởng hành thức đời vị lai đời hiện tại bất khả đắc, thọ tưởng hành thức trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, cũng là có thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn xứ quá khứ bất khả đắc, nhãn xứ vị lai hiện tại bất khả đắc, nhãn xứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhãn xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ vị lai hiện tại bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc xứ quá khứ bất khả đắc, sắc xứ vị lai hiện tại bất khả đắc, sắc xứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có sắc xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ vị lai hiện tại bất khả đắc, thanh hương vị xúc pháp xứ trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc,
Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có thanh hương vị xúc pháp xứ quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, nhãn giới quá khứ bất khả đắc, nhãn giới vị lai hiện tại bất khả đắc, nhãn giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhãn giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Này thiện hiện, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới vị lai hiện tại bất khả đắc, nhĩ tĩ thiệt thân ý giới trong ba đời bình đẳng cũng bất khả đắc. Vì sao? Này thiện hiện, vì nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng đều bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bình đẳng trong bình đẳng còn bất khả đắc, huống là có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới quá khứ vị lai hiện tại trong bình đẳng có thể đắc. Lại nữa, này thiện hiện, sắc giới quá khứ